Ba la 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 tiểu ma tiên cho Chiana lên xong cuối cùng bài học cô lại ngoài ý muốn hồn xuyên tới thế giới này, mà trong thân thể này lại để cho còn có hai cái khác, Culo trích mảnh linh hồn cùng hệ thống người sở hữu, lấy chạy trốn, cuộc sống dị thế giới của vô lượng tháp cơ tử bắt đầu rồi. Chương 1. Học sinh chuyển trường cùng xếp lớp. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét Chương 2. Mật thất truyền thuyết bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 3 Thủ hộ thiên sứ Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 4 Sông Sáo Vu Thần Cung Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 5 Không có bắt đầu liền kết thúc âm mưu bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 6 Mua sắm Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 7 Yêu quý gây sự thủy linh Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 8 Bờ biển nghỉ phép bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 9 Thủy Linh chân diện mục Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 10 Ký ức khôi phục Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test.